Không sao đâu, máy này chạy thoải mái mà. Bỏ máy thôi. Mở lên. Cho nó đứng dậy ấy. Dậy hay lăn. Đứng dậy, cho đứng dậy ấy. Cho nó bao cốt lòng bao nhiêu bắn đúng không vậy? Chăng thì mình vào đi kéo lo hơi bắn buộc nó nhìn buộc nó làm đoạn nó dùng cục lốm này cái này đây chỉ là kéo buộc nó cần đi làm. Đây là số thức ăn đang chuẩn bị sẵn cho bọn chim đây các bác. Ở đây là một ít rắn với cá, còn đây là cám, cám gà. Số rắn này sẽ dùng để cho bọn bói cá ăn. Bói cá nó cũng ăn cả cám ấy, nhưng mà lâu lâu thì mình cho ít mùi tươi vào. Cho mỗi con một miếng thôi. Ừ. Dạ. Nuốt ác này. Nuốt ác á. Còn như này cho miếng này. Đi. Thank you.
mấy con ấy xe xả này thì ấy biết bay hết rồi các bác ạ, nó bay mạnh rồi. Cái AV này thì hôm nay kéo xong, okay. Xong thì em sẽ thả hết phượng hoàng đất với lại xe xả vào chung nhau này. Còn cú mèo thì không dám để chung, cú mèo nếu để chung ấy thì nó đói là nó chén hết mấy con này luôn. Còn bìm bìm kia cho ăn chưa? Lấy ra cho ăn luôn đi. Con bìm bìm này này này. Ừ. Ôi. Ra cho nó ăn chứ. Để ngoài này thì ngoài lồng nhỏ ấy thì hỏng hết đuôi các bác ạ. Loại này thì đuôi nó dài khoảng 40 phân cơ. Nó dài khoảng 2 gang đến lúc trưởng thành ấy. Con này nó đang bị hỏng mất đuôi, bị tua tua hết rồi. Sau khi những con xa xả ăn xong thì em sẽ nhốt vào lồng này. À Nam ơi, kiểm tra con ưng kia xem. Mang con ưng xuống đây xem. Nó đói rồi. Nó đói rồi. Cũng đói rồi đấy. Nó mồm rồi. Trắng bảnh lên kìa. Con này lại mới bắt được các bác ạ. Con ưng ấn thì chết hết rồi. Này bác xa. Thì video này của em xin tạm dừng ở đây. Các bác xem video nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn em nhé. Chào các bác.